lên full bộ Jaguar cho mô tô Kawasaki 175 SE, là tiền siêu xe khác, lắp ráp quá đẹp nha anh em, đẹp như zin ha. Em ru, em ru của ru nha em ha. Em nó không có tiếng kêu, với lại không có dơ nhầm hình dĩa nha, nhìn dĩa dơ, cái này rất là dơ ha, mà chạy rất là êm. Anh em nào muốn lên Jaguar cho xe số, xe mô tô hứa qua tiệm xe Khánh ha, tới ngay địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10, Khánh có nhận bán ráp cho em luôn ha. Nay 1 tháng 10 Khánh tiệm Khánh làm lại cho nè, đây ha, đây lắp Jaguar cho chiếc Kawasaki mô tô 175. Anh em tranh thủ qua sớm là xong sớm nha, mở cửa thì từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em ha. Toàn bộ rất vừa vặn nha anh em, quá đẹp ha. Kawasaki 175 SE. Khánh có nhiều loại xe nha nè, anh em cứ qua tìm anh Khánh lắp ha. Quay rim Future, suit Jupiter, Exeter đầy đủ nha anh em. Rồi, chào tất cả anh em ha.